Rồi các bạn nhìn đi ha, đó nó đâu có tuột đâu quý vị thấy không, em dựa nè, cái dốc cầu đã xuống rồi nha, cái góc nghiêng là các bạn thấy không, đây là mình xả xuống nha, mình xả xuống mình lấy chân nè, mình tắt máy là nó xuống nè, nó tuột nè, đó các bạn thấy không, mình tắt máy là tuột, khi nào mà các bạn mở động cơ ra là nó tự ngắt, đó nó tự dựng cho các bạn luôn, các bạn không có tuột nha, lưu ý nha, con này về động cơ rất là ngon về chỗ này nha, nó không có tuột xuống, cho nên các bạn có thể kéo gồ ra khi mà các bạn tắt máy á, thì nó đã xuống ha, đó nó gồ ra nó xuống từ từ ha. Ok không? Đó mình bật ga lên, mình bật lên không? Đó tự ngắt luôn. Có nghĩa là nó giữ cái chân cầu cho các bạn luôn á, là nó giữ. Đó, thấy không? Có nghĩa là nó giữ cái chân cầu cho các bạn luôn, nó không có tuột cho các bạn, cho nên các bạn đứng dấp cầu hay giữa cầu, chân cầu gì đều không có tuột nha. Con này về động cơ chụp vi sai rất là mạnh nha quý vị. Màu đẹp trắng. Phiên bản 3 bánh dòng Scooter dòng 48V 12AH nha. Dòng này 12AH đi tầm 30-40 km cho một lần sạc là ok. Cái này là test thử nghiệm rồi. Con này có cấp số tiến và cấp số lùi, 3 cấp số, giác mắt là từ 25-30 nha. Tùy cái trọng lực các bạn ngồi là cho phép là 25-30 thôi. Nhưng mà con này là cấp lùi, khi mà các bạn lên cầu á, nó các bạn tắt máy thì nó bị tuột, nó không tắt máy thì nó vẫn ở chế độ đứng yên chân cầu và dưới góc cầu đều được hết nha. Con này nó hay ở chỗ đó, nó giữ được cái thăng bằng cho phần dưới dốc và trên dọc cầu. Rồi, cái vấn đề thứ hai là về cấp số thì ở đây 1, 2, 3 các bạn biết rồi, như là mình đã nói là đèn xi nhan, trái, đèn pha. Ở đây em mở con màu trắng cho các bạn coi luôn. Nè, không? Bộ đèn ha, theo chế độ đèn pin, báo pin này kia. Con này là hầu như là những bạn bên mình bán là bằng 48V 12AH nha. Em mở khóa ha. Rồi, đó, trên đồng hồ, chế độ đồng hồ, đèn pha. Rồi, trái, phải, xi nhan đều đầy có hết nè quý vị. Đây đèn xi nhan mở nha, nè, trước mặt sau. Đây và bộ đèn là bộ đèn ba bóng nè, các bạn có thể điều chỉnh lên xuống được hết nha. À, cơ chế con này là bầu hầu như là 90% là kim loại hết. Kim loại 90% toàn bộ kim loại hết nha quý vị. Cho nên khả năng va đập là không có bị móp bẻ này kia. Các bạn sợ là toàn bộ là kim loại. Mình ngoài ra mình có bạn màu trắng, màu đen và màu đỏ, ba bạn hiện tại ha. Đã nói trước đây rồi, nói rất là nhiều cái vấn đề này, các bạn có thể liên hệ mình cho bằng cái clip để xem. À, cơ chế thì con này là trục vi sai. Chục vi sai thì chịu trọng lực vi sai rất là lớn ha, khi nào các bạn đứng 3 người, 2 người đều đi bình thường, không vấn đề gì hết. À, con này nước là 25-30 giờ, chẳng hạn như mình đã làm ở phố đi bộ hoặc là ở bên nhà thờ Đức Bà mình đi dạo rồi, các bạn thấy là ghi rất là ok. Đi tới cầu Thủ Thiêm luôn là vẫn đi về về vẫn bình thường, cái đó mình đã chứng minh rồi ha. À, trên đó mình có một clip trước rồi. Rồi ok, đây mình ngồi lên cho các bạn coi luôn ha, mình test mà. Đó, khi mở tóc mở khóa nè. Lùi nè, cấp lùi nè, các bạn thấy mình lùi không? Rồi cấp tiếng nè. Đó, chuyển tiếng nè. Đó, tiếng lùi ok, con này nhẹ nhàng nha. Cấp số con này rất là nhẹ nhàng. Ok. Rồi lùi nè. Đó, đại chiều lên nè. Các bạn lên dốc là bình thường đó, dốc. Nặng bao nhiêu là lên bình thường nè. Đó, mình muốn tiếng nè. Đó. Rồi, đó cơ chế nè, các bạn ngồi nhúng nè. Đây là hai phục nhúng thị lực, hai phục nhúng phía sau nè, nhúng thoải mái ha, không có lực nghiêng nha. Không có, các bạn ngồi có cảm giác nó đạo đạo nhưng mà nó không có té. Thực tế là như vậy, con này nó có hai phục nhúng trước hai sau, cho nên không phải lo ở vấn đề sợ té. Những con khác thì mình không bảo đảm nha, những dòng khác tầm thường á, những dòng thường rẻ tiền á này các bạn quẹo là để té à, quẹo nhanh còn té. Rồi. Thấy không? Đây mình tiến nè, mình lùi lại cho các bạn coi nè. Rồi. Đó. Đó hai cái gương nữa là các bạn chỉ còn coi gương thôi, không cần quay quay đầu đuôi như mình đâu, tại vì mình chưa có gắn đầy đủ. Trên phương tiện dòng xe này là mình đã có hỗ trợ cho các bạn hai kính rồi. Một kính, hai vỏ, một nón và một phụ kiện nữa là máy bơm mini. Đó đầy đủ hết, có những cái phụ kiện như là ốc vít đồ mình đã hỗ trợ cho các bạn, như là những con ốc, những con vít gì đó mình có, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn hết. Cái này chủ yếu các bạn chỉ chú ý cái sạc với cái pin thôi. Pin này rất lợi nha. Đó, mang lên lầu được, mang lên chung cư ai mua thì có thể, không thích thì cứ rút ra. Khóa thì có khóa chống trộm, mình đã nói rồi, ngoài sự chức năng xài khóa thì có chế độ chống trộm. Đó, chế độ chống trộm cũng đơn giản giống như xe máy. Đây cái pin của nó 12 à, 48 12 2H. Đây là dòng chống hộp nha, nước mưa vô thì nó bị xạ theo nước mưa. Con này nó đã có tính năng chống hộp rồi. Khi không thích thì các bạn tháo ra, rút ra, mang lên chung cư luôn. Đó, không ai lo mà lấy của các bạn hết. Để dưới thì xe này rất là nặng rồi, tầm 50kg rồi mà đã rút pin ra lên lầu là các bạn chỉ cần đem lên lầu sạc đơn giản thôi, không ai lấy của các bạn được hết. Đã nó có chế độ khóa rồi, nó có chế độ hộp rồi, còn các bạn sợ nữa là mang lên lầu các bạn sạc, mai sáng mang xuống đi tiếp đi làm bình thường, rước con đi học rồi các cụ lớn tuổi hay là đi tập thể dục đều mang vô chung cư được, đều mang vô công viên được hết nha. Mang vô công viên rồi để trong đó là các bạn tập thể dục gì thoải mái.
Đây là một người lớn ngồi, một người lớn ngồi, đây là người lớn ngồi, em chấp ba người ngồi luôn vẫn không có sao cả.